Sau đây hôm nay về quê thì ông già vợ ông có tặng cho mình một cái Zippo. Đó các bạn. Tối quá nhỉ, nó không đủ ánh sáng các bạn ơi. Thì mình xài đến ngày hôm nay ngày thứ ba là mình vẫn chưa có bơm xăng. À dạ. Đó. Con chơi đâu, con không chơi bài đâu. Này nghỉ chơi rồi hả? Con nghỉ chơi rồi. Năm ngoái mất mình mấy triệu? Mười mấy triệu hả? Mười mười ba bốn triệu thôi chết. Trời bỏ. Hả? Con chơi với con lắc bồ cô được 500 không? Đó. Thì mình một ngày hút thuốc là 2 gói thuốc nên mình xài một ngày 2 gói mà mình xài 3 ngày mà chưa đổ, chưa có bơm xăng, chưa kể là hàng xóm bạn bè cũng có xài chung nữa. Mà đến ngày hôm nay là chưa đổ xăng. Nên mình nghĩ là cũng xài tốt. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách phân biệt Zippo đều và Zippo tầm trung và tầm cao. Tầm cao thì mình không xài, nhưng mà tầm trung thôi. Đây các bạn nhìn vào cái này này. Đó. Nếu mà hai cái hàng này nhỏ này đều nhau này, hàng ok này. Xong đến hai cái mắt tiếp theo của nó là bắt đều nhau, cái mắt ở giữa là nhỏ này thì nó là Zippo tầm trung. Còn nếu mà trong đây là có 6 cái mắt, à có 5 cái mắt mà mắt to nhỏ không đều nhau á là chắc chắn hàng đều. Thì bên mấy cái chỗ mà mấy cái anh mà mấy cái chị mày phát ngoài đường á bán 70.000 một cái, 100.000 cái á, thì cái đó xài thì các bạn phải lúc nào đi cũng phải thủ một cái chai xăng trong xe và có ngày cháy xe đó. Còn này rất vô bắn đều đều này nè, cái này cũng chưa phải thằng xịn nha các bạn đó, nhưng mà các bạn cứ nhìn cái mắt nó này, hai cái người cùng á, đây hai cái người cùng nó đều nhau, xong thứ hai cái tiếp theo nó đều nhau tiếp và cái ở giữa nhỏ nhất là xài được nha. Còn những cái Zippo mà 2-3 triệu hoặc 4-5 triệu thì mình không có xài qua nên mình không phân biệt được. Nhưng mà mình phân biệt tầm trung. Cái này thì tầm triệu thôi, 800 đến 1 triệu thôi, nhưng mà xài ok. Cái này thì lúc mua thì có bảo hành không? Có giấy bảo hành đồng hành nữa các bạn. Mấy cái bà này là sao mới chịu chơi ông bà xuống mua, bà xuống mua cái Isuzu. Mình nói chung là mình cũng rất là thích chơi Zippo. Nhưng mà mình không điều kiện xài những cái 5-7 triệu hoặc cái 2-3 triệu. Mình xài một cái từ tầm triệu dưới xuống, triệu 1 triệu xuống thôi. Bà lên xe tải, bà chạy xe tải vậy luôn. Được. Ok các bạn, nói chung là nếu mình nói gì sai hoặc cái gì mà chưa có đủ về kiến thức của Zippo thì các bạn có thể là bổ sung cho mình nhé. Tại mình biết đâu mà nói vậy thôi. Còn bắt luôn tài xế của bà hả, chạy đi luôn qua. Ok.